Xin chào các bạn. Thời gian mà tôi làm cái video này là khoảng gần 3 giờ sáng rồi. Thật ra thì tôi đã dự định ấp ủ mà làm cái video này từ khá là lâu nhưng mà lại không có thời gian. Nhưng mà hôm nay á thì tôi khá là bức xúc. Cho nên tôi quyết định là mình sẽ dành thời gian ra để làm cái video này. Chính vì thế mà chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng cho lắm nên có sơ sót gì thì mong các bạn bỏ qua cho. Chủ đề mà tôi muốn làm ở video này đó là nêu lên cái thực trạng lừa đảo trên Facebook. Đó chính là mượn tranh vẽ chibi để mà câu like hay là câu share. Thì chibi là gì? Tôi xin dành ra một chút thời gian để nói về chibi nha. Chibi là cái thể loại tranh vẽ khá là nổi tiếng, có xuất xứ từ Nhật Bản. Tuy nhiên thì khoảng hơn một năm trở lại đây thì ở Việt Nam chibi đã trở nên khá là phổ biến rồi. Tôi nhớ thì cách đây hơn một năm tôi có viết từ tay viết một bài viết về giới thiệu về chibi. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy bài viết này trên Google, search từ khóa là chibi. Đây chính là bài viết của tôi. Bài viết có tiêu đề là chuyển từ ảnh thật sang tranh vẽ chibi xinh lung linh. Tiêu đề khá là giật tít chút xíu nha. Thì ở bài viết này tôi giới thiệu về tranh vẽ chibi của bạn thích uốn éo. Thì cái tên ngộ nghĩnh này á, chắc là nhiều bạn mà mê tranh vẽ chibi thì chắc cũng không có xa lạ gì. Thì khoảng hơn một năm trước, lúc đó bạn thích uốn éo thường share cái tác phẩm chibi của mình lên Facebook fanpage I Love Photoshop. Thì thời điểm đó thì tôi cũng có theo dõi và thấy rất là thích. Và tôi quyết định là hỏi bạn ấy mượn mượn tác phẩm của bạn ấy để mà viết bài này. Thì ở thời điểm này thì tôi cũng chỉ thấy có một mình bạn thích uốn éo vẽ chibi thôi, chứ nó không có đông đảo như bây giờ đâu. Đây chính là một số tác phẩm của Tú Ngáo đây. Nét vẽ của bạn ấy khá đặc trưng, hình như là không có ai mà đụng hàng được. Thì sau khi mà tôi đăng cái bài viết này lên đó thì được rất là nhiều người ủng hộ, và cũng từ đó thì có một số báo mạng cũng cũng có phỏng vấn bạn ấy, cũng cũng share bài viết về chibi của bạn Tú Ngáo. Thì nhờ đó mà chibi đã trở nên từ đó chibi trở nên phổ biến hơn. Và thêm thêm một điều nữa là từ khi diễn đàn forum.vietdesigner.net thành lập thì trào lưu trên vẽ tranh chibi lại càng nở rộ hơn, nó thu hút giới trẻ ở Việt Nam hơn. Và kết quả là bây giờ tranh vẽ chibi đã trở nên phải nói là một trào lưu rất là hot ở Việt Nam, đặc biệt là trên Facebook. Hình như là hầu như là nhiều bạn đã có rất là nhiều bạn bắt đầu tập tành vẽ chibi. Bên cạnh đó thì hàng trăm hàng ngàn người cũng mặc dù là không vẽ chibi nhưng mà cũng ao ước, cũng rất là mong muốn mình có được một vẽ chibi. Chính vì thế mà trên Facebook có rất là nhiều fanpage lập ra để mà theo cái trào lưu chibi này. Và cũng chính từ đây đã có rất là nhiều hiện tượng ăn theo và lừa đảo, tự nhận mình vẽ chibi để mà lừa đảo cái gọi là cái tâm lý mà muốn có sở hữu tranh vẽ chibi này. Và bây giờ thì tôi sẽ nói rõ hơn về những hành vi và thủ đoạn lừa đảo này. Đầu tiên thì tôi sẽ cho các bạn xem một số ví dụ hình ảnh chụp lại một số hành vi ở đây. Đầu tiên là một Facebook cá nhân đã up một cái bức ảnh tranh vẽ chibi này lên, và với yêu cầu
Và với lại yêu cầu là mọi người hãy like cái bay Úc Thành Tattoo này nè, là cái bay của bạn ấy. Ai like bay và comment à, bạn ấy sẽ vẽ chibi cho. Tuy nhiên thì cái bức tranh vẽ chibi này á không phải là của bạn ấy mà là của bạn Thích Tôn Éo như ban đầu mình có giới thiệu. À, thì phải nói thật sự là cái tranh vẽ của bạn Thích Tôn Éo thì hình như là phải nói là được được chôm chĩa nhiều nhất trên Facebook. Thì với cái lời mời gọi như thế này thì phải nói là ai ai mà nhẹ dạ hoặc là ham hố thì chắc chắn là sẽ phải làm theo cái lời yêu cầu của bạn ấy thôi. Với cái mong ước, với cái là hy vọng là sẽ được bạn ấy vẽ chibi cho một bức vẽ xinh như thế này. Thì chắc chắn là sẽ không có rồi. Tiếp theo là một fanpage, fanpage đại học sinh. À, cái fanpage này cũng up, cũng lại là tranh vẽ của bạn Thích Tôn Éo. À, và với cái caption là ai muốn vẽ chibi cho thì muốn like, muốn vẽ thì like cái ảnh này và kết bạn với admin, thì 10 người kết bạn đầu tiên sẽ được vẽ. Thì cái kiểu mà kết bạn admin này chắc không không còn ai mà xa lạ gì nữa. Đây là một cái trào lưu mà nhiều bạn lập lập fanpage để mà bầu ảnh rồi yêu cầu kết bạn, chủ yếu là để mà câu follow, có nghĩa là câu người theo dõi, để mà Facebook mình có hàng hàng trăm, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn follow để Facebook mình trở nên nổi tiếng hơn. À, đây là một cái gọi là cái danh ảo trên Facebook, trên mạng ạ. Đây. Và tiếp theo cũng là một fanpage. À, 1.000 like anh sẽ vẽ chibi cho 10 bạn free. Và cũng lại là kết bạn. À, đây kết bạn là một kiểu hit nổi tiếng đây. Và tranh vẽ này cũng lại là của bạn Hết Tuấn Éo. Và điều đặc biệt là nhân vật chính của bức tranh vẽ này chính là chính chủ đây, chính là bạn Hết Tuấn Éo. Và tiếp theo nữa là một cái fanpage up cái tác phẩm. Cái tác phẩm này thì mình không nhớ chính xác là của ai, nhưng mình biết chắc chắn là một thành viên của diễn đàn VDesigner. Thì lúc trước bạn có up lên diễn đàn bức tranh vẽ phải nói là rất là hot, vẽ hot từ model cho đến cách vẽ. Model là Maria Ozawa thì chắc chắn là không còn xa lạ gì, thì cách vẽ cũng rất là dễ thương. Thành ra là cái bức tranh vẽ này phải nói là để câu khách thì tuyệt vời rồi. Thì fanpage này đã lợi dụng để giới thiệu một cái ứng dụng. Ứng dụng này thật ra là ứng dụng câu like chứ không phải là ứng dụng vẽ chibi đâu. Tôi đang tự hỏi là không biết ai mà tài năng đến nỗi mà có thể viết được một cái ứng dụng mà có thể vẽ chibi như thế này đâu. Nếu mà có thì chắc tôi phải bái sư phụ rồi đó. Một số tôi chỉ giới thiệu một số cái trường hợp vẽ lừa đảo này thôi. Thật ra là còn rất 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 là nhiều cái trường hợp khác nữa, nhưng mà trong cái giới hạn video này thì tôi không thể nào mà nói hết ra được. Tiếp theo tôi xin giới thiệu một số tôi giới thiệu trực tiếp một số fanpage lừa đảo luôn cho các bạn xem. Ở đây tôi có để sẵn link đây. Tôi để sẵn link và ba cái fanpage mà tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem ngay bây giờ. Đầu tiên phải nói là thành công nhất, phải gọi là thành công, có phải gọi là rất là thành công luôn, là fanpage có tên là vẽ chibi. Thật ra thì tôi thấy là ba fanpage mà tôi giới thiệu các bạn xem bây giờ á, thì hình như là tôi không biết là có phải là chung chủ hay không, cùng một người lập ra hay không, nhưng mà hình như là ai cũng có cái tên là vẽ chibi hết à, vẽ chibi luôn nè. Đây còn hầu những người thích vẽ chibi, nói chung là có chung cái từ vẽ chibi và hình như là có một cái thủ đoạn chung nhưng giống như nhau. À, tôi quay lại cái fanpage vẽ chibi này. Thì như tôi được biết thì hình như là cái fanpage vẽ chibi này chỉ mới thành lập trong hình như là chưa tới một ngày đâu. Nhưng mà số fan của nó đã đạt lên tới là 53.000. Hơn 53.000. Và mỗi lần tôi F5 là số fan lại tăng lên. Nó giống như là một cái fanpage của một ca sĩ đang rất là hot vậy đó.
Thực sự là một fanpage mà lập chưa tới một ngày mà có số fan như thế này thì phải nói là không phải ngoài sức tưởng tượng. Tôi có lập một cái fanpage cũng liên quan chibi là Việt Chibi. Fanpage này là fanpage của thuộc hệ thống thuộc chi nhánh là của Việt Designer. Fanpage dùng để là nơi để giới thiệu có sẵn các tác phẩm của các tác giả Việt vẽ chibi trên Việt Designer. Thì fanpage này á, tôi lập phải nói là phải hơn 4 tháng, 4 hay 5 tháng gì rồi đó. Nhưng mà phải nói là đến bây giờ hơn 4 tháng rồi. Nhưng số fan chỉ mới 10.000, hơn 10.000 fan thôi, mặc dù là chất lượng và đây cũng vừa mới đạt con số 10.000 đây, tôi cũng đã lập một cái status là ăn mừng ngay ngay đây. Thì chất lượng phải nói là các bạn nếu mà có ghé thăm bay VCB thì các bạn cũng biết là hầu như các bạn bài viết đều rất là chất lượng, tất cả đều là tác phẩm của các thành viên của VZener. Thì vậy mà cái bay VCB này á, cái bay vẽ chibi này chỉ mới là hơn một ngày mà đã đạt 53.000 fan, có nghĩa là gấp 5 lần cái bay VCB mà tôi lập ra hơn 4 tháng. Phải nói là nó cái sự chênh lệch rất rất là cao. Vậy thì cái nội dung có cái gì mà hot đến như vậy? Thì tôi sẽ lần lượt list cho các bạn xem, kéo xuống các bạn xem một số bài viết gần đây. Thì nếu mà các bạn mà có dịp mà ghé qua cái bay vẽ chibi này đó, thì các bạn sẽ dễ dàng thấy được có một điểm chung của tất cả các bài viết, đó là hầu như các bài viết nào đều cũng đều có cái caption là like và share bay, like và share ảnh này, hoặc là chứ nói chung là đều có nút like và share. Đây các bạn xem, tôi không hề nói dối các bạn, like và chia sẻ, like và share, like, nói chung là tất cả đều có like và share. Và hình như là bài nào cũng có đạt số like và share rất là khủng, như cái bài này đây. Cái bài này thì bạn ấy pin lên ngay trên đầu trang đây, bài này có số like là hơn 10.000 và share là hơn 3.000. Phải nói là rất là khủng. Một cái fanpage mà mới chỉ lập ra có hơn một ngày thôi mà cái lượng tương tác như thế này thì phải nói là hàng ảo, phải là rất là nhiều người, rất 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 là nhiều người ao ước có được cái thành quả như thế này. Thì kéo xuống nữa thì trung bình thì các bài viết các đều có số like rất là cao, 3.000, 1.000, 2.000. Nói chung là tôi rất là hiếm thấy cái bài nào mà dưới 1.000 like hết, và share cũng là nhiều. Vậy thì tại sao mà cần phải like và share nhiều như vậy? Chắc là cũng nhiều bạn cũng chưa biết like và share để làm gì đúng không? Like và share có ăn được không đúng không? Thì tôi nói đơn giản như thế này, like và share thì để giúp cho like, share, comment thì đều giúp cho fanpage tăng tăng fan rất là nhanh. Tôi nói đơn giản như thế, các bạn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm các bạn hãy Google. Tôi cũng đã từng làm một cái bài viết, một cái video nói về thực trạng câu like câu share. Thì các bạn nếu các bạn muốn xem thì các bạn có thể tìm bài viết có tên là xin đừng lừa đảo, tôi không nhớ nó, xin đừng lừa đảo trên Facebook gì đó. Đây có một cái bầu của bài bài này. Sau một ngày fanpage đã cán mốc 45k, cảm ơn các bạn đã ủng hộ GB, thật sự là một cơn sốt, tiếp tục like và share đó. Sau một ngày các bạn cũng bạn ấy cũng đã tự làm một bài viết giới thiệu về cái này. Thì sau khi mà các bạn ấy lập cái này thì cũng đã tăng lên cũng hơn 10.000 fan nữa rồi. Thì chắc tôi nghĩ là chỉ sau một hai ngày nữa, chắc không phải một hai ngày đó, chắc tôi nghĩ là đến ngày mai thôi á, là bay này có khi phải lên tới 100.000 và cũng số 1 triệu, chắc không không xa lắm đâu. Bởi vì chibi đang rất là hot thì thành ra là để câu like thì không khó. Tôi xin lấy một ví dụ về một cái bài trên bài này nha. Ví dụ như là cái bài này. Cái bài này ở cái tác phẩm chibi này á, tôi xin khẳng định 100% đây là một tác phẩm của tác giả trên Việt chibi vẽ. Và bạn ấy đã cái bạn admin này đã
Nói chung là bản admin này đa số là lấy tác phẩm từ các GPT khác hoặc là search trên Google ra mà thôi. Hầu như là tôi nghĩ là chắc là không có tác phẩm nào của bạn ấy vẽ đâu. Thì các bạn ấy đã mượn tác phẩm GPT để mà vẽ, và với cái caption là ai muốn được vẽ GPT thì like và share nhé. Thì ngay lập tức có hơn 1.000 người, hơn 1.700 người, hơn 1.700 người like. Thì theo như các bạn nghĩ đi, liệu hơn 1.700 người này có ai được vẽ không? Nếu các bạn chịu khó suy nghĩ chút xíu thôi, các bạn sẽ hiểu tại sao mà cái điều tôi nói. Thì tôi lấy giả dụ như là bạn ấy hứa là bạn ai mà like bay hay like ảnh hay like chúng mình like thì sẽ được vẽ. Thì có hơn 53.000 người like. Tôi trung bình là hơn 53.000 người like mấy cái ảnh này đi. Thì liệu bạn ấy có vẽ cho hết 53.000 người không? Chắc cũng nhiều bạn chưa tưởng tượng ra được là vẽ một bức vẽ chibi nó cực như thế nào, nó tốn thời gian như thế nào. Các bạn cứ lên YouTube mà coi các video hướng dẫn vẽ, các bạn cũng đủ hiểu. Nó rất là mất thời gian. Và thật sự là cái bạn min này mà vẽ năm nếu mà vẽ được 53.000 trên vẽ để gửi cho tất cả mọi người thì tôi nghĩ bạn ấy chắc là phải là siêu nhân, phải là thật sự là phải siêu siêu nhân luôn, cha ông nội của siêu nhân luôn mới vẽ được đến như vậy. Thì tôi nói vui như vậy thôi, chứ thực tế là tôi xin cam đoan với các bạn là 53.000 người này nếu mà ai mà được vẽ tôi xin đi đi bằng đầu. Thì nói sơ vậy thôi, các bạn có thể tự vào fanpage này để mà tìm hiểu ha. Tiếp theo là hai bay còn lại. Hai bay còn lại thì có số fan nó ít hơn, lần lượt là vẽ GB, cái này cái tên nó cũng trùng những cái tên này luôn, cũng vẽ GB nhưng mà có cái hoa văn trái tim mà lè lẹt này nè, thì cũng cùng một cái thủ đoạn luôn. Ba cái fanpage này cùng chung một thủ đoạn, cho nên tôi cứ đoán là chắc là cùng một chung một chủ đây. Đây cũng like like và được share và like sẽ được 100 người like này sẽ được vẽ miễn phí rồi tùm lum tà la hết. Và đây cũng vậy luôn, đây cũng like. Nói chung là tôi nói thẳng là cái thủ đoạn mà like ảnh và share này nọ rồi like bay rồi inbox bay rồi, nói chung đây chính là thủ đoạn câu like hiệu quả nhất hiện nay. Cho cái đây là khoảng mấy tháng thì cái Samsung Galaxy S4 cũng dùng cái thủ đoạn này để mà câu like đây. Nhưng mà có một điều tôi thắc mắc, đó là tại sao mà cái mấy trường hợp câu like, mấy cái trường hợp lừa đảo như thế này nó diễn ra như là cơm như là cháo luôn, và cũng rất là nhiều người nhất rất là nhiều bài viết trên mạng đã vạch trần cái trò lừa đảo này. Tuy nhiên thì cứ mỗi lần mà diễn ra cái trò lừa đảo này là lại hàng trăm hàng ngàn người bị lừa đảo. Chung quy lại là người lừa thì cứ bị lừa, và những người lợi dụng cái sự mà nhẹ dạ và cả tin này thì người ta cứ lừa thôi. Chung quy lại thì tôi nghĩ là trên Facebook chắc là cho dù có hàng trăm hàng hàng ngàn bài viết cảnh báo, hàng hàng ngàn bài viết vạch trần những cái trò lừa đảo trên Facebook thì tôi nghĩ là thì cũng không thể nào mà khắc phục được tình hình mà bị lừa đâu. Bởi vì đơn giản là con người có cái tính tham lam và thích được free. Cứ cái gì free thì mình làm theo thôi. Cho nên là dễ rất là dễ dàng bị lừa đảo. Tôi không gom được cái nắm, nhưng mà thực sự là một bộ phận giới trẻ ở Việt Nam mình có cái truyền thống, có một cái suy nghĩ là cứ cái gì free thì ăn, còn cái gì trả tiền thì né. Cho nên bị lừa đảo, cái chuyện bị lừa đảo là cái chuyện dễ dàng thôi. Thành ra là bọn lừa đảo dễ dàng nắm bắt được cái tâm lý này, nên ta lừa đảo thôi. Có một câu đơn giản là có cầu thì tất nhiên là sẽ có cung thôi. Vâng, và tôi cũng chỉ nói sơ sơ qua trong cái giới hạn video này, tôi không phải nói nhiều quá nhiều được, nói nhiều thì đâm ra nhàm. Tôi sẽ nói chỉ như vậy thôi, các bạn sẽ hiểu, các bạn có thể tự tìm hiểu và các bạn tự suy ngẫm ra là đời có sự như là mơ hay không.
Và lời cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ đầu tiên là với những bạn đang bị lừa đảo, những bạn mà cả tin, những bạn đang mong muốn sở hữu một bức vẽ chibi, thì các bạn hãy cố gắng suy tư duy hơn, suy nghĩ hơn khi bắt gặp những hành động mà câu like lừa đảo như thế. Thực ra thì các bạn chỉ cần chịu khó tìm hiểu một chút xíu thôi, các bạn chịu khó là chẳng hạn như Google chẳng hạn, thì các bạn sẽ biết được đó là thật hay giả. Có thể là cái hành động mà like hoặc là share nó không mất mát gì với các bạn hết, tuy nhiên nó là một nó tạo điều kiện để mà đã tạo điều kiện cho bọn lừa đảo có đất làm ăn, thì thành ra là như vậy thì nó rất là vô lý. Facebook hiện nay thì tôi cũng đã từng nói rồi, nó có muôn ngàn muôn 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 vạn trò lừa đảo, cũng đơn giản chỉ vì những gì món lợi mà trước mắt nên nhiều người đã lừa đảo mọi người như thế. Thì thành ra là các bạn hãy chịu khó mà tìm hiểu hơn chút xíu. Và điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với những bạn đang lừa đảo trên Facebook, thì tất nhiên là các bạn lừa đảo thì các bạn sẽ có lợi, các bạn sẽ có thể là có những cái món lợi riêng của các bạn, cái đó thì tôi không không rõ. Tuy nhiên thì liệu có đáng hay không, chỉ vì những món lợi trước mắt thì các bạn vô tình bị hàng trăm hàng ngàn người chửi chửi cha mắng mẹ các bạn, nào là khốn nạn, nào là những từ ngữ rất là khó nghe. Tất nhiên là các bạn chỉ là chửi trên mạng thôi, cho nên nó không có khiến các bạn mất mát hay đau đớn hay là gì hết trơn á. Các bạn nghĩ đơn giản như vậy thì các bạn cứ làm thôi, miễn là có tiền. Nhưng liệu lương tâm của các bạn có thanh thản hay không? Kiếm tiền thì ai cũng mong muốn, ai tôi cũng tham tiền nè, nhưng mà kiếm tiền như thế nào mà để người ta nể mình, người ta khen mình mới là hay, chứ không phải là mình nấp trong bóng tối mình lừa đảo người ta để có tiền. Thì kiếm tiền như vậy rất là dễ, cũng giống như cái việc mà tôi lập cái fanpage về chibi mà hả 4 tháng mới có được 10.000 fan, mà các bạn lập một fanpage mà trong một ngày mà được 50.000 fan, thì các bạn lừa đảo, chứng tỏ là lừa đảo nó có lợi hơn rất là nhiều, gấp chục lần cái việc mà kiếm lợi kiếm tiền qua chân chính. Tôi biết là khi tôi làm cái video vạch trần này á, thì các bạn sẽ dislike video này hoặc là tìm cách mà gì đó để mà hả chỉ trích tôi, nhưng mà cái đó là tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn như vậy thế thôi. Các bạn có suy nghĩ được hay không thì tôi cũng bó tay. Và một điều nữa tôi muốn chia sẻ với những bạn mà muốn vẽ chibi, thì thật ra là vẽ chibi không hề khó đâu. Tôi xin nói sơ qua một chút xíu vẽ chibi. Các bạn chỉ cần chỉ cần biết vẽ chút xíu thôi, các bạn có thể vẽ trên giấy trắng, vẽ một hình dạng đơn giản thôi, không khó đúng không? Sau đó các bạn có thể scan lên, dùng công cụ scan là mình scan lên máy tính cái bức vẽ đó, các bạn có thể chụp hình là đưa lên, sau đó các bạn hãy dùng Photoshop hoặc là Paint Tool Size, cái phần mềm để mà đi nét lại hoặc là vẽ lại, sau đó là tô màu. Nói chung là nếu mà lần đầu tiên làm thì không không hề đơn giản đâu, nhưng mà nếu các bạn thực hành nhiều các bạn sẽ thể làm được thôi. Quan trọng là bạn có đam mê hay không thôi. Thì trên diễn đàn có một cái post có một cái phần là hướng dẫn painting ở đây, trong cái bức painting thì trong cái phần này thì có rất là nhiều bài hướng dẫn vẽ, hoặc là các bạn cũng có thể lên channel của vietdesigner.net ở địa chỉ là youtube.com/vietdesignernet, thì cũng có một cái trên đây thì các bạn có thể học mà trực tiếp trên video, các bạn có thể hướng học trực tiếp trên video những cái đây đây những bài hướng dẫn, rất là nhiều bài hướng dẫn về chibi, về vẽ của các tác giả trên việc chibi hướng dẫn rất là chi tiết, các bạn có thể từ từ mà xem. Nói chung là từ từ thì cũng vẽ được thôi, xấu hay đẹp gì cũng là mình vẽ. Còn nếu như các bạn đã cố gắng rồi hoặc là lười biếng đi, các bạn cũng có thể đặt vẽ. Thực sự các bạn đừng nghĩ là vẽ một bức tranh chibi nó đơn giản lắm nha, thành ra các bạn cứ hao hồn mà nhờ. Thực ra là vẽ chibi rất là khó thôi, phải nói là vô cùng khó, cho nên nếu mà các bạn bỏ
bỏ ra một chút thù lao cho những người vẽ thì tôi nghĩ là nó sẽ thích hợp hơn, sẽ hợp lý hơn. Thành ra là cái người nhận được tác phẩm á, thì cũng vui, thì các bạn không phải bị mang tiếng là nhờ vả rồi bị nhờ vả, thì tất nhiên cái người vẽ cũng không thích gì. Và bên cạnh đó thì cái người vẽ cũng có gọi là được công nhận cái công sức lao động của mình, thành ra người ta cũng vui. Nói chung là các bạn hãy dẹp bỏ cái tư tưởng là ăn free đi, thật ra là free hoài cũng không được đâu. Thì nếu các bạn có nhu cầu vẽ thì các bạn có thể tham gia bay việc GB, hoặc là các bạn có thể lên website gb.vietdesigner.net. Đây là website mình lập ra để giới thiệu các portfolio của các tác giả việt GB. Các bạn hãy lên đây và click vào bất cứ một tác giả nào mà các bạn thích. Ví dụ như là đây, đây là tác giả của bạn này, thì đã có đầy đủ thông tin. Nếu các bạn thích những tác phẩm của bạn ấy, cách vẽ của bạn ấy, và thấy là cái giá tiền của bạn ấy đưa ra là hợp lý, cộng với cái cách mà chuyển tiền cũng đơn giản gọn nhẹ, thì các bạn có thể liên hệ các bạn ấy qua những cái Facebook hoặc là email hoặc là số điện thoại, tất cả đều có ghi đầy đủ trên các thông tin portfolio, hoặc là các bạn hãy chọn portfolio khác để xem. Đây rất là nhiều, thì nếu các bạn mà có nhu cầu vẽ, các bạn có thể liên hệ. Thường ra là một bức vẽ chibi thường là chỉ có giá là khoảng 50.000, 50k thôi, cũng rất là nhẹ thôi. Nếu các bạn có chẳng những muốn tặng quà sinh nhật hoặc là tặng người yêu hoặc gì đó, thì các bạn hãy đặt vẽ nhanh gọn lẹ, không phải là nhờ vả rồi mang tiếng là nhờ vả rồi cũng mặt nặng mày nhẹ. Thật ra là tôi, nghe phần tôi đây, tôi rất ít nhật, tôi ghét nhờ vả ai. Thì tôi biết là khi mà nhờ vả đó, thì cái người mà bị nhờ, người ta sẽ cằn nhằn, người ta sẽ mặt mày khó chịu. Thành ra nếu mà tôi được, cho dù tôi được nhận được bức vẽ đó đi, thì không có gì thoải mái hết trơn. Mà nói trước nha, mặc dù là tôi là người lập ra fanpage Việt GB cũng như là website Việt GB, nhưng mà tôi chưa bao giờ vẽ GB bao giờ hết. Có nghĩa là tôi cũng không biết là tôi biết vẽ hay không, nhưng mà tôi chưa vẽ bao giờ hết, nhưng là không có thời gian. Tôi lập cái fanpage này á, thật ra là chỉ đơn giản là mong muốn là tạo một cái sân chơi, một cái nơi mà để các bạn thành viên của VietDesigner đam mê vẽ có thể có một cái mảnh đất để mà giới thiệu cái tác phẩm của mình, cùng với việc là có thể kiếm được một chút thu nhập nhờ vào cái gọi là đam mê. Thực sự là đam mê mà không có thu nhập thì cũng khó mà giữ được đam mê lắm. Tôi cũng đã từng là đam mê, nhưng mà đam mê mà không có tiền thì đam mê sao được. Thành ra thì ở cái video này tôi chỉ nói đơn giản về cái thực trạng lừa đảo, cộng với cái việc ý nghĩa của cái tranh vẽ chibi, nó không hề đơn giản như bạn nghĩ đâu. Thành ra là hãy nếu các bạn muốn coi học nó, còn không các bạn hãy đặt vẽ trên VietGB, còn hơn là đi nghe theo những trò lừa đảo. Thật ra là lừa đảo thì các bạn đừng có nghĩ bao giờ mà hả, cuộc sống này nó đơn giản như vậy đâu. Không phải là ai cũng rảnh để mà vẽ chơi bi để mà làm cái gì đó phi cho bạn đâu. Cái gì cũng có giá của nó trơn á. Ok, thật ra là cái video này tôi nói nãy giờ hình như cũng hơi lan man, cũng hơi nhiều. Thật ra là tôi sẽ kết thúc ở đây. Nếu các bạn có bất cứ các bạn thấy cái video này hay thì các bạn có thể like video này và subscribe channel của vietdesigner.net để vừa học chibi nè, và nghe một cái số video vớ vẩn như hiện nay, như cái video này chẳng hạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn thành công.